Hiện tại mình đang ở đường Dương Quá Trạc á, thì mình chạy ngang đây thấy có để cái bảng là xúc xích Đức nè mọi người, bánh mì xúc xích Đức, thì thấy cũng lạ lạ, rồi nhìn vô thì thấy có cái anh người nước ngoài ảnh nướng xúc xích nữa nè, nhìn thấy lạ thì mình vô mình mua thử một phần thế nào nha. Rồi tại ở đây là không có ngồi được, chỉ đem về thôi. Theo mình được biết là cái quán này bán, cái tiệm này bán từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng, chiều thì bán từ 15 giờ 30 cho tới 21 giờ. Trước mặt mình là cái bảng giá nè. Đây, giá. Ở đây là có bán là xúc xích tươi đem về luôn nha. Đó là có cái anh này anh đem mua sỉ về. Cái bảng giá này là bảng giá xúc xích tươi. Đó. Đây là chị vợ của cái anh người Đức đúng không chị? Người Đức. Dạ. Anh người Hà Lan anh. Người Hà Lan. À. Thì sao mà để là xúc xích Đức mà là đây là gốc là của ở người Đức đúng không? Dạ không anh, tôi nghĩ là xúc xích này là do người Đức họ làm. À. Và truyền thống theo người Đức luôn cho nên là kêu là xúc xích Đức. À. Dạ. Rồi rồi. Tại vì cái Hà Lan với Đức là nó cũng gần nhau nên là cũng biết đúng không? Dạ. Dạ. Cái chị vợ của cái anh người nước ngoài nè, mọi người đang làm cho mình ổ nè. Ở đây là bánh mì có mấy loại chị? Là nguội với lại là nóng đúng không? Dạ đây anh. Cái bánh mì nó có hai loại nè. Cái này là bánh mì giòn. À. Còn cái này là bánh mì hot dog. À hot dog. Hot dog thì nó truyền thống của ở bên Đức mình ăn nhiều hơn. Dạ. Còn mình thì mình không. À đúng rồi, đúng rồi. Đó. Em thì đúng rồi, người Việt mình thì thích ăn mì giòn. Dạ. Một phần vậy là bao nhiêu hả chị? Dạ 25.000. 25.000 phần. Đặc biệt là bao nhiêu? Đặc biệt nếu mà anh muốn không ai á, ơi. Nếu mà anh muốn không ai đó là nó 35.000. À. Nếu mà có miếng phô mai là 35. Bình thường là 25, còn có phô mai nữa là 35 nha mọi người. Đây, phô mai miếng này là. Mai. Đây phô mai miếng này là mình cuốn qua xúc xích lên. Dạ. Còn xúc xích này là chị cho em hỏi là xúc xích này ở nhà làm luôn. Dạ không, cái này là bạn của ông xã mình làm. À, bạn người nước ngoài. Đúng rồi, bạn của ông xã mình là cái người Đức sản xuất hết. À. Là mình xin nhắc lại là cái xúc xích Đức này đó là bạn của cái anh người nước ngoài này làm rồi bán giao lại cho ảnh. À. Dạ rồi. Bên đây mình chỉ bán thôi. À. Mình bán đây lâu chưa chị? À, cũng gần 4 năm. Gần 4 năm nha mọi người, bán tại ngay đây luôn hả? Ngay đây luôn. Dạ. Lúc trước mình bán, hồi mình mới bán là giá bao nhiêu chị? Cũng vậy à. À cũng vậy, 4 năm nay là 25.000. Đúng rồi, dạ, dạ.
hấp dẫn nha. Yeah. Đó, mọi người thấy không? Làm cái ổ hot dog nó cũng giống y chang vậy thôi, chỉ khác bánh mì thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Hot dog nó cũng chang như vậy, nhưng mà nó mềm, cổ này nó giòn. À. Đó. Dạ. Cái hai loại. Nó đang làm cho mình đó mọi người. Đây. Bây giờ xong rồi đây. À rồi. Mình đi hơi trải nên là khoảng, chị nói là khoảng còn 4, 6. Còn 6 phần nữa là hết đó. Đây. Chiều thì khoảng cái chị chủ nói là chiều khoảng 4-5 giờ. 4-5 giờ là khách đông. 4 giờ giờ đó khách đông. Nướng bằng than. Đó. Rất là sạch sẽ. Có một cái quạt hút với lại một cái quạt cho khói nó bay ra mọi người. Hiện tại thì còn 6 phần đó mà thấy 3 người tới mua rồi đó. Nhìn dễ thương không mọi người? Cái xúc xích này nướng khoảng bao lâu là nó chín vậy? Mấy phút? 3 phút không? Khoảng 2 phút. À. Hả? Anh bao nhiêu tuổi rồi chị? 50 tuổi. 42 tuổi. 42 tuổi. 42 tuổi. Nhìn trẻ ha. Anh biết nói tiếng Việt không? Anh biết nói tiếng Việt không? Sơ sơ hả? Chút chút. À chút chút, anh nói là biết chút chút đó mọi người. Đây là trước mặt ổ mì của mình đây. Đó. Thì có hai loại, là một loại là hamburger đúng không anh? Ổ mì kia là mì hot dog, mà cái mì kia nó nguội nguội, mình không thích ăn, mình thích ăn bánh mì nóng truyền thống à. Nhìn là hấp dẫn, 25.000 một phần. Có cái anh đội mũ hiểm là anh mua 4 cây xúc xích đem về cho anh không ăn bánh mì. Mình có hỏi ảnh là ảnh nói là chỉ thích xúc xích thôi, chỉ là ăn riêng xúc xích thôi. Đó.
Cái anh này anh đang bán 4 cây xúc xích đem về cho cái anh đội mũ của em. Chị có người nước ngoài hay mua không chị? À, dạ có, đây thường dạ. Ở đây mình có ship ship không? Ở đây có mấy bạn có thể đặt hàng qua Foodie nè. À. Hoặc là đặt hàng bằng Grab cũng được, nhưng mà Foodie thì thuận tiện hơn. Dạ. Foodie mấy bạn có đang cần đăng nhập số điện thoại thôi, mấy bạn. À rồi, các bạn chỉ cần nhập số điện thoại ở trên cái bảng hiệu á. Đúng không chị? À, không, cái số địa chỉ. À, cái số địa chỉ. Địa chỉ của bên đây là xong rồi, xong từ đó rồi mình đăng nhập bằng cái thứ điện thoại của mình đang dùng á. Mình để đăng nhập vô để order hàng. À, rồi rồi. Ở đây thì ảnh có cái xe để mà ảnh đi giao xúc xích rồi luôn nè, giao xúc xích tươi rồi luôn đó. Đó. Mọi người thấy cái áo của ảnh không? Cái áo ảnh cũng mặc là cũng của Sài Gòn đó. Nó cái áo để hình quả tiết rồi đó. Nãy em quên hỏi là cái xúc xích này là thịt thịt bò đúng không? Dạ, thịt bò, thịt heo, thịt gà. À. Xong rồi bò hoặc là heo trộn chung cho nó nhiều loại đó. Là cũng như là mỗi cái loại xúc xích là mỗi cái thịt khác nhau hay là trộn chung? Khác nhau. À, bò, gà, heo. Phô mai. À, là 5 loại. Dạ. Bò, gà, heo với gì chị? Phô mai, cái menu ngoài đây mình coi rõ hơn. À. Đây, đây. Rõ hơn đây. Đây là menu nè mọi người. Bò đây. À. Phô mai. À. Này là xúc xích tươi nè mọi người, nếu mà ai mà muốn ăn đem về, mua đem về hay là tặng người thân rồi đó, tặng bạn bè rồi đó, là ở đây cũng có bán luôn. Một ký xúc xích tươi là bao nhiêu chị? À, một ký bò là 200, heo là 200. À, gà. Gà là 220. À. Có bán đây là kiểu đó. Dạ, rồi rồi. Một bọc gì là nửa ký nha chị, 5 cái là nửa ký. Một ký là 10 cái nha mọi người. Biết cái xúc xích Đức này lâu chưa? Dạ tầm 1 tháng rồi. Tầm 1 tháng này hả? Dạ. Em ăn em thấy sao? Thấy ngon rồi. Ngon, dạ. Còn giá như thế nào? Giá thì cũng được, với lại do xúc xích chất lượng nên em thấy là giá cũng ổn. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Bán tới 9:30 mới nghỉ mà giờ mình tới là 9 giờ đó hết rồi mọi người. Đó. Giờ đang mấy vợ chồng rồi, đang hai chồng đang dọn dẹp để nghỉ trưa chiều bán. Mình xin nhắc lại là bán từ thứ hai cho tới thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ thì nghỉ.